chị Lan trực tiếp rồi nha. À, lấy cho chị cái điện thoại nhỏ đi em, điện thoại màu hồng á, anh ở dưới đó hả? Chị vừa cắm. Ê OK, hello mọi người. À, có chị em nào đang coi livestream không ạ? À? Hai một cái nha. À, hôm nay em live trễ hơn mọi hôm. Em live lúc 12:40 nha. Rồi, hôm nay em lên mặt nạ chị em mình. À, giá, à, giá đẹp nha. Ngày hôm nay thôi. Ngày hôm nay em lên dòng mặt nạ cho chị em mình. Cho nên chị em nào coi livestream mà đặt á, thì đặt trực tiếp trên live giúp em ha. Riêng cái dòng mặt nạ BNBG thì em sẽ lên mẫu mới và ngày hôm nay sẽ có giá ưu đãi cho chị em mình ha, giá rất là sốc luôn. Hôm nay em lên cho mình hai dòng mặt nạ, đó chính là dòng mặt nạ BNBG mẫu mới màu tím và màu hồng á chị em, màu tím và màu hồng nha. Rồi em đợi một xíu nữa để khách vô rồi em sẽ giới thiệu về sản phẩm nha. Có chị em khách quen nào đang coi hoặc là xíu nữa coi thì nói chung là em đợi chị em mình một xíu nữa, tầm 2-3 phút nữa em sẽ giới thiệu sản phẩm nha. Em đợi chị em mình một xíu, em bắt đầu em giới thiệu sản phẩm. Hôm nay em lên sale dòng mặt nạ chị em ha. Hôm nay em lên dòng mặt nạ BNBG mẫu mới, từ bữa tới giờ là em bán lẻ với giá là 250k một hộp. Và bây giờ chị em nào lấy nguyên một hộp sẽ có giá sale rất là lớn nha. OK, chị em nào đang coi livestream hai một cái nè, tại vì bây giờ em không biết ai đang coi luôn. Em không biết ai đang coi luôn. Hello tất cả mọi người nha. Rồi không biết là chị em mình có thấy em đang like không nữa. Dạo này Facebook tương tác kém lắm, like không ai thấy hết trơn. Cho nên một lát nữa mà có ai hỏi về sản phẩm em mới giới thiệu nha, em mới tư vấn. Về đặc biệt là nếu mà hỏi giá thì có chị mình hỏi em mới tư vấn nha. Rồi em chào chị Lý Bảo An. Hello tất cả mọi người, ngày hôm nay là thứ năm, cũng thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, cũng giữa tuần hả chị em, giữa tuần rồi, gần cuối tuần rồi. Thì ngày hôm nay em sẽ lên cho mình cái dòng mặt nạ nha. Mặt nạ BNBG này thì là mẫu mới, đắp rất là đã luôn. Giá bán lẻ của cái mặt nạ này á, là 250k ở shop em. Em cho chị xin cái đồ đọc giấy nha, cái đồ đọc giấy. Giá bán lẻ của shop em là 250k chị em ha. Và nếu như mình đặt ở trên cái livestream này ngày hôm nay là ngày thứ năm thì em sẽ có cái giá ưu đãi cho mình nha. Bây giờ em khui cái mặt nạ BNBG mẫu mới này ra cho mình luôn. Hiện tại số em có hai màu, đó là màu hồng và màu tím ha. Mặt nạ này có công dụng dùng để làm gì? Nói chung mình đắp mặt nạ thì để cho da căng bóng thôi. Và cái màu tím này á, là nó là collagen, có thành phần từ hoa anh đào chị em ha. Nói chung là nó sẽ gọi là phục hồi da với làm sáng á. Còn cái này nè nó sẽ làm chống lão hóa. Nói chung là cũng na ná nhau thôi, nhưng mà khi mình đắp ở trên mặt thì cảm giác sẽ khác ha. Em có hai dòng, đó là màu hồng và màu tím. Bây giờ em sẽ cái này tương tác kém thiệt sự luôn. Còn em cứ để cái like đó nha, một lát có chị em nào hỏi thì em sẽ tư vấn. Em tính khui ra mà thôi. Khui hơi sót hay để lát nữa có ai hỏi thì em khui. Nói chung hôm nay em lên sale mặt nạ. Cái like hôm nay em cũng like ngắn rồi chứ không có like dài. Thì hôm nay là mùng 3 tháng 12 rồi. Mùng 3 tháng 12.
đúng không ạ? Đó, sắp đến Noel rồi. Ở Sài Gòn thì hiện tại là đang đang có dịch Covid. Rồi ok, chị em nào vào cái livestream rồi hay một cái nha, em thấy tương tác em mới tư vấn được. Rồi ok, chị em nào đang coi livestream à, em chào chị Phù Dung ha, chào Lý Bảo, chị chào chị Lý Bảo An. Rồi chị em nào đang coi livestream hay một cái nè. Trong buổi trưa ngày hôm nay em lên cho mình cái dòng mặt nạ với giá sale ha, giá bán lẻ bình thường là khoảng 250k nhưng ngày hôm nay trên cái livestream này nó chỉ còn có khoảng một ít ít thôi. Đó, và em chỉ sale trong khung giờ livestream thôi, nếu mình chia sẻ cái like này về trang cá nhân. Và nếu có chị em nào hỏi cái giá mặt nạ này em mới thông báo nha, tại vì hôm nay tương tác kém cho nên em không có báo giá mặt nạ. Nếu khách nào quan tâm hỏi trực tiếp trên live thì em báo giá. Rồi đó, em ngồi à, chào anh Xuân. Anh Xuân, em có câu hỏi gì không, em có câu hỏi gì cho shop không? Ngày hôm qua em hỏi chị kem chống nắng à, và cái gì ta, kem chống nắng với lại cái gì chị quên mất tiêu rồi. À, em hỏi chị kem chống nắng với lại cái gì chị không nhớ luôn á. Ánh Xuân à, em chào chị Nguyễn Ngọc Vi Vân nha. À, chị Vi Vân ơi, à, Ánh Xuân hôm qua em hỏi chị cái kem chống nắng với cái gì chị không nhớ thiệt. Em hỏi lại với chị ha. Kem chống nắng mà hôm qua giới thiệu cho Ánh Xuân á, là cái loại này nè. Hôm qua giới thiệu cho Ánh Xuân kem chống nắng Super UV của thương hiệu Ecosy. Ecosy thì shop em có 3 loại chị em ha, nhưng hiện tại màu cam em tạm hết hàng, không có hàng. Kem a à, kem nâng tông thiệt luôn á, là không nhớ nổi luôn anh Xuân ơi. Là dạo này giống như là thiếu muối hay là cái gì vậy mà nó sao mà nó cứ hay quên. Thiệt. Rồi, đây là kem chống nắng Super UV em ha, cho nên cái chất kem nè, anh Xuân nhìn ha, khi mà mình thoa lên tay á, mình thấy là cái chất kem màu da, thì màu da này mình sẽ ngờ ngợ là chắc là sẽ lên tông đây, nhưng mà không phải em ha. Khi mà thoa trên mặt á thì nó sẽ chuyển thể thành cái dạng gel trong suốt, nó không có màu gì hết, nó không có một tí xíu màu gì hết, và nó chỉ làm cho da mình hơi bong bóng mướt mướt lên thôi. Đó là cái lớp gel, rửa nước đi mưa nó không trôi. Thì đó là kem chống nắng Ecosy phiên bản Super, nó rất là lì khi gặp nước hoặc là ra da mồ hôi. Cho nên là nếu mà mình công việc của mình tiếp xúc mà có hơi nắng hắt, hoặc là một ngày mình chỉ thoa một lần thôi đó, thì mình nên lấy cái loại này. Loại này rất là tốt luôn chị em nha. Mà cái giá của nó so với Innisfree rồi với shop thì nó rẻ hơn rất là nhiều, nhưng mà chất lượng cực kỳ là vượt trội luôn. Cái loại này bữa giờ shop em bán chạy lắm. Tuyếp này là 60ml chị em ha. Cái hộp của nó như thế này, giá bán lẻ tuyếp này hiện tại là 250.000, và trên line của shop em đang có chương trình ưu đãi là chỉ còn có 199 thôi. Chất lượng rất là tốt luôn. Bữa trước có anh khách thì anh mua một tuyếp đầu tiên, sau đó là lấy thêm 3 tuyếp nữa. Tại vì thấy tốt quá nên là mua thêm. Và cái này rất là tiện lợi, chị em ha, mở nắp ra và ấn vòi xịt đó, cho nên mình có thể canh được cái liều lượng. Nếu vậy có bị bí gây nổi mụn không, đặc biệt với làn da mụn thì nên lấy những cái kem chống nắng như thế này em ha. Nó không trôi thôi chứ nó không có bí da gì hết, tại vì cái lớp kem của nó rất là mỏng. Nó ở dạng gel mà khi thoa trên tay nó chuyển thể thành gel thì nó rất là mỏng luôn, thì nó sẽ không có gây bí hay nổi mụn gì hết. Đặc biệt là da có mụn xài cái này hạt nha em. Giá đã sale là 199, chất lượng cực kỳ tốt luôn nha. Cái này bữa giờ khách nào xài cũng khen hết. Rồi em chào chị Vi Vân nha. Hôm nay shop em lên cho mình cái dòng mặt nạ, em chợt nhớ chị Vi Vân là tẩy trang. Đó, chị Vi Vân ơi, tẩy trang The Same dạng nước nha chị. Cái này shop em mới về lại. Bán mấy năm nay rồi nhưng mà mới về lại, thì không biết là chị Vi Vân hồi trước có order cái này chưa em không nhớ. Nhưng mà cái này xài được lắm, khách nào cũng khen, và giá cũng mềm nữa. Dung tích là 300ml và giá là 180. Đây là tẩy trang dạng nước và rất là sạch và mịn da chị nha. Ngay cả những cái lớp mà mình dưỡng da bình thường như là kem chống nắng á, nó làm sạch hoàn toàn và da rất là mịn. Và ngay cả khi mà chị trang điểm, make up, đánh phấn hay là son môi này kia, nó cũng ra hết luôn và nó làm sạch rất là sâu luôn và không có khô chị nha. Rất là mịn da. Chai này là nước tẩy trang The Same chị em ha. Tẩy trang thương hiệu này giá nó mềm mà chất lượng tốt, không thua gì Innisfree hay là không thua gì Innisfree rồi với sớt đâu. Dạ, 180 chai 300ml chị nha. Tẩy trang tất cả chị em mình nên xài. Rồi, Ánh Xuân yên tâm là kem chống nắng không có bí bách da em nha. Với những làn da mà hay bị nổi mụn thì nên xài những cái chất kem nó mỏng nhất, hoặc là nó dạng gel thì nó sẽ gọi là tốt cho da bị mụn hơn. Rồi, ngày hôm nay số em lên cho mình là cái dòng mặt nạ BNBG mẫu mới này với giá sale chị em ha. Em chỉ sale duy nhất trong cái khung giờ livestream thôi, và cái like ngày trưa nay thì em cũng like ngắn chứ không có like dài. Đó, như chị em mình thấy tương tác nó không, không,
tương tác không ok lắm cho nên em cũng la ngắn thôi. Em lên tránh yếu cho mình cái dòng mặt nạ này và chị em nào ok chốt trực tiếp trên live giúp em là mặt nạ khoảng cách số điện thoại ha. Rồi, mặt nạ này có giá là 250 ok bây giờ nói về giá ha, mặt nạ BNBG này giá của Hàn Quốc á là 20.000 won tức là 40.000 một miếng. Hiện tại trong trung tâm thương mại ở Việt Nam vẫn bán giá tầm khoảng 40.000 và trên live của shop em là 25.000 là 250k một hộp. Nhưng mà ngày hôm nay em sẽ sale cho mình nha. Em sale cái dòng mặt nạ này cho mình khi mà chị em mình chốt từ một hộp nha. Em có hai loại là collagen và màu hồng. Chị em mình thích trộn thì em trộn ha. Giá 250.000 nhưng ngày hôm nay lên live em sale cho mình chỉ còn có 185k một hộp duy nhất ngày hôm nay trên cái livestream. Em tắt like cái là em ẩn like đi. Em ẩn cái livestream đi là em sẽ không có báo về giá sale nữa. Tại vì em sale trên live nhằm mục đích là cho có tương tác. Nên chị em mình mua giá sale hãy cho em xin một nút chia sẻ về trang cá nhân cũng như là lên hội nhóm giúp em ha. Chia sẻ một lần lên trang cá nhân thì em cảm ơn nha. Giá 185.000, hello chị yêu, hello Thảo nha. Rồi, đây là mặt nạ BNBG chị em ha. Mẫu mới này nó khác gì so với mẫu cũ. Thứ nhất chị em mình nhìn vào khác là cái bao bì chị em ha. Đây là cái hộp nó thiết kế thì nó cũng rất là dễ thương luôn. Thứ hai nữa là về cái hàm lượng vitamin á, cái tinh chất ở trong này nó nâng cấp gấp 5 lần và giá thì nó cũng không có chênh lệch bao nhiêu cả. Rồi một hộp như vậy là 250, hôm nay số em sale trên live cho mình còn 185 chỉ trong khung giờ livestream thôi. Ngày mai mình mua lại giúp em với giá 250.000 một hộp. Em sale trên live để lên tương tác cho nên chị em mình chia sẻ cái live về trang cá nhân giúp em nha. Rồi hello Thảo nè. Trưa nay Thảo shop gửi cho Thảo hai cây son và một cái mặt nạ mà hôm bữa có tặng em nha. Rồi Ánh Xuân lấy một tiếp kem chống nắng nha chị. Rồi ok em, chị test cho em luôn cái kem nâng tông ha. Hiện tại bây giờ là ở trên mặt chị có đang xài kem nâng tông Eco Top á Thảo con nha, Ánh Xuân nha, lên rất là đẹp da luôn. Bây giờ sẽ test cho em coi. Bây giờ lấy mặt nạ ra cho chị em mình coi ha. Đây là mặt nạ màu tím là có collagen chị em ha. Và cái này nó có thành phần chiết xuất từ hoa anh đào. Còn cái màu hồng này nè, màu hồng này á là nói chung hai cái loại này đắp lên da sẽ căng bóng chị em ha. Chị em mình nó thích collagen thì lấy màu tím. Còn mình thích cái này á. Cái này là Jeju, nước khoáng Jeju chị em nha. Cái này nó có thành phần từ suối nước nóng Jeju. Rồi, ok, hai màu này, màu hồng và màu tím chị em ha. Một hộp như vậy là 250, duy nhất ngày hôm nay trên cái livestream này bên em sale cho mình còn 185.000. Không phải tự dưng mà em đi sale như vậy làm gì? Sale giá rất là rẻ thế này để chỉ lên tương tác thôi. Cho nên chị em mình chia sẻ cái like này về trang cá nhân ở chế độ công khai giúp em hoặc lên hội nhóm cũng được nha. 185.000 em chốt từ một hộp nha. Chỉ ngày hôm nay thôi và em không có chừa hàng gọi là gom đơn cái này chị em ha. Rồi chị em nào lấy một hộp thì nhắn em. Có thể em có thể mix cho mình là năm này năm kia. Năm miếng này năm miếng kia, nói chung là đủ 10 miếng là ok nha. Giờ em chuẩn bị đi làm rồi chị. Chúc chị livestream vui vẻ nha. Cảm ơn Thảo rất là nhiều. Chiều nay shop gửi cho Thảo hai cây son và một cái mặt nạ như hôm bữa nha em. Rồi, ok, Ánh Xuân ơi bây giờ chị sẽ test cho em xem cái kem nâng tông Eco Top nha. Rồi tất cả chị em ơi, mặt nạ này một hộp như vậy quy cách đóng gói là 10 miếng. Thì thật sự là mặt nạ BNBG này giá bán lẻ 250 đã rất là rẻ rồi. Trên live show em hôm nay sale cho mình là còn 185 một hộp này nha. Chị em mình có thể mix hai thứ lại với nhau. Thì nếu mà chị em mình có nhu cầu mua cái này với giá 185 thì hãy đặt trực tiếp trên live cho em để em có tương tác, em có bình luận em mới bán được cái này. Và đồng thời chia sẻ giúp em chỉ xem duy nhất ngày hôm nay trên live thôi. Cái này đắp lên da rất là căng bóng tại vì hàm lượng tinh chất ở trong này cực kỳ nhiều luôn. Mình lấy cái mặt nạ ra bên trong nó vẫn còn rất là nhiều tinh chất luôn. Cho nên là chị em mình có thể là xé ra một tí xíu thôi, sau đó mình gấp lại, mình cột lại, mình để vào trong ngăn mát tủ lạnh. Tối mình thoa như serum cũng được chị em ha. Đây là cái thành phần từ suối nước nóng Jeju chị em ha, còn cái này là collagen, chị em mình muốn lấy cái nào cũng được hoặc là mix cả hai ha. Hai loại nó sẽ có mùi thơm gọi là khác nhau một tí xíu. Rồi chị tư vấn em sửa ra mặt đi chị. Ánh Xuân là da thiên khô hay da thiên dầu chị quên rồi ta. Chị quên em ơi, em là da dầu hay da khô ấy nhỉ? Da khô có mụn hả? Phải không Ánh Xuân? Em nói lại cho chị biết là da em ha, da khô có mụn hay là da dầu ha. Chị quên. Rồi, ok, lên cho Ánh Xuân cái kem Eco Top nha. Chị em nào lấy mặt nạ thì nhắn em nha. Mặt nạ collagen và mặt nạ suối nước nóng đó. Nói chung là lấy cả hai loại đắp đi đã lắm. Cái này bữa trước là Dương ở bên bên đâu ta? Ở bên Kiên Giang là lấy 5 cái dùng thử, sau đó thì đặt luôn một hộp tại vì kêu đắp thích quá. Rồi em chào chị Huyên nha. Da dầu mụn chị yêu à, da dầu mụn hả? Bữa giờ em đang xài sữa rửa mặt gì?
Em đang xài sữa rửa mặt Ohui hả? Đây nè, Ánh Xuân ơi, cái chất kem trắng da bây giờ trên thị trường rất là nhiều, ai cũng bán cả, nhưng vấn đề là cái chất kem nó có an toàn lành tính hay không, và khi thoa lên có thông thoáng da, mình có cảm thấy dễ chịu và thích hay không. Đặc biệt kem của Ecotop em, cái chất kem của nó đó là ngậm nước, giận tiếng người luôn hà. Là thiệt sự là em mua nhiều quá. Thật sự là Ánh Xuân, em mua rất là nhiều hàng của shop nên chị không thể nhớ được là em đã mua những cái gì. Chị nhớ gần đây nhất là em có lấy tinh chất bơ, rồi kem V10, bông tẩy trang, mặt nạ, sữa rửa mặt hả? Sữa rửa mặt thì em hình như em có mua của shop mà em xài loại nào chị không nhớ thiệt. Em thông cảm nha, chị hay quên lắm. Với lại mà khách nào mua nhiều quá em cũng không nhớ được. Em đang xài sữa rửa mặt Bergamot vàng này. À nhớ rồi, ok. Sữa rửa mặt đó xài gần hết chưa? Cái sữa rửa mặt Bergamot vàng đó thì nó rất là an toàn lành tính, nhưng mà cái chủ yếu là nó cấp ẩm và cái khả năng làm sạch của nó cũng không có sạch sâu lắm, cho nên em phải xài kết hợp chung với lại là tẩy trang, được chưa? Rồi bây giờ shop đã không còn cái sữa rửa mặt dạng gel nữa, em ha, bây giờ tư vấn cho em xài loại khác. Đó là nếu mà em xài tẩy trang rồi thì em có thể xài cái sữa rửa mặt của Nhật ha. Sữa rửa mặt của Nhật nè, Hato Mugi nha, cái này rửa mặt siêu 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 mịn da luôn, hoặc là lựu nha. Đó, hoặc là lựu thì cái lựu này á, họ nó sao ta, nó có mùi vitamin C, nói chung là nghe mùi trái cây, mùi lựu rất là thơm, nghe mùi lựu thơm lắm. Nếu mà em thích mùi trái cây, mùi lựu thì em xài cái này ha, khi mà mình rửa mặt mình cũng cảm giác rất là thư giãn luôn đó. Và lưu ý là khi em xài cái lựu này thì em nên là dùng nước hoa hồng, tại vì cái này khi mà kiểu như là nó sạch mịn da nhưng mà khả năng mà làm mịn nó không có cao như là cái thằng bergamot vàng đó. Thì nếu mà em có xài nước hoa hồng thì em mua cái này dùng ha. Còn em muốn một cái sản phẩm sữa rửa mặt mà mịn hơn nữa thì em lấy cái này đó, thì cái này nó sẽ có mùi lựu, mùi trái cây, nước rất là thơ dị thư giãn luôn. Còn cái này thì nó thơm thơm lại lại. Đây là sữa rửa mặt Hatomugi của Nhật, giá hai thằng này là 120 em nha. Mà cái tiếp này thì nó to hơn một tí xíu, tiếp này 130 ml, à cái này 100 ml, nó to hơn 30 g. Cái loại cám gạo gì đó còn không chị? À có em, cái sữa rửa mặt cám gạo đó là em gái lấy chị, cái này em sữa rửa mặt cám gạo của thằng Sun By Me á. Ừ chị lấy cho em nè, nhưng mà đây Sun By Me trong góc. Em chào chị Huyền Linh ha. Rồi quay trở lại chương trình là đúng rồi, cho chị cái vỏ hộp luôn, test em để test cho em xem xong nốt cái kem này ha. Kem Ecotop này đó Ánh Xuân, thứ nhất là thoa lên rất là thông thoáng dễ chịu ha, chất kem tốt không ảnh hưởng gì tới da mình hết. Thứ hai nữa là cái chất kem của nó ngậm nước, nó ngậm nước cho nên khi mà em vừa thoa trên mặt cái là nó tan ra liền, nó thấm vô da liền chứ nó không có bị vón cục hoặc là lâu tan em ha. Cho nên là khi mà thoa lên thì da của mình nó được nâng tông, mà cảm giác là nó rất là tự nhiên chứ nó không có bị bệt bệt ra. Thường thường mà kem mà trắng da đó thì khi thoa lên nó sẽ hơi bệt, tại vì cái chất kem của nó hơi dày, nhưng mà cái này chất kem của nó rất là mỏng cho nên khi thoa lên nó tan vào da và da mình sáng một tí xíu, rất là tự nhiên, nó không có bị lố, nó không có bị gọi là xạo xạo á, kiểu như mình thoa kem lên nhìn nó có vệt trắng trắng nhìn hơi xạo xạo, nhưng mà cái này nó rất là tự nhiên đẹp em ha. Và giá rất là ok, chỉ có 260 thôi, Ecotop. Đó. Thì em lấy kem nâng tông hay lấy kem này? Rồi. Ok, bây giờ sữa rửa mặt á thì Ánh Xuân ơi, nếu mà em chỉ biết là em có đang xài nước hoa hồng cho nên là em có thể hoàn toàn xài được cái sữa rửa mặt này nha, tại vì cái này rửa chủ yếu là nó sẽ kháng viêm, mới giảm cái tình trạng mụn á, và cái mùi mùi này mùi vitamin C, mùi lựu rõ ràng luôn, rất là thơm dễ chịu ha. Cho nên nếu chị em nào xài cái sữa rửa mặt này thì nên xài nước hoa hồng để nó cân bằng độ ẩm lại. Còn nếu em muốn sữa rửa mặt mịn hơn thì em lấy cái này. Còn cái sữa rửa mặt cám gạo này hả, sữa rửa mặt cám gạo này nó có hỗ trợ là giảm trị tình trạng mụn cám, mụn đầu đen ở trên mặt. Và cái này thì mình không có dùng mỗi ngày, đây là sữa rửa mặt mình có khả năng tẩy tế bào chết cho nên mình không có dùng mỗi ngày, một tuần mình chỉ xài khoảng 3 lần thôi, một tuần mình chỉ xài khoảng 3 lần thôi. Thì em xài một thời gian chắc là buổi chiều em đi làm về đó, em xài một tuần khoảng 3 lần thôi. Cho nên khi em mua cái sữa rửa mặt này em vẫn phải có một cái sữa rửa mặt khác nha, để mà mình dùng kết hợp đó, chứ mình không có dùng cái này mỗi ngày là không có nên. Tại vì cái này là sữa rửa mặt cám gạo và nó có rất là nhiều thành phần từ hạt óc chó, hạt cám gạo ở trong này, và cái chất của nó là sẽ có hạt bên trong, nó sẽ cận cận có hạt bên trong và không có thể dùng mỗi ngày được, cho nên một tuần mình chỉ dùng 3 lần thôi. Nó trị mụn cám, mụn đầu đen rất là tốt luôn đó. Nếu mà chị em nào mua cái sữa rửa mặt này thì mình khỏi phải xài tẩy tế bào chết nha. Rồi là như vậy. Và cái thằng này giá nó khá là cao đó em, của Sun By Me á, cái này giá của nó bên hãng nha,
bên hãng là 350 đó, 350. Hiện tại bây giờ mấy cái chỗ lớn lớn cũng bán 350, trên line của shop là 260 nha, 260 cái tuýp này. Cho nên nếu chị em nào xài cái sữa rửa mặt này thì mình sẽ khỏi phải xài tẩy tế bào chết luôn. Cái này nó có xe khít lỗ chân lông này, dạ mụn cám, mụn nồi đen. Ở trong này nó có hạnh nhân, hạt óc chó, rồi cám gạo, rồi ô rất là nhiều loại hạt khác nhau. Và cái chất của nó sẽ hơi màu vàng và có hạt bên trong rất là nhiều ha. Hạt mịn, hạt nó mịn, nó là nhuyễn á chị em. Một tuần mình chỉ rửa mặt khoảng 3 lần với cái này thôi. Cho nên khi mua cái này thì chị em mình không cần phải dùng tẩy tế bào chết nữa. Đó là 260, cái này bản chất là giá. Cái hạng Samimi này giá rất cao em ạ. Samimi, cái hàng này giá rất cao, chất lượng nó tốt nhưng mà giá nó cũng cao. Trên line của shop là 260, chứ cái này ở ngoài hãng là em mua 350 ngàn. Rồi, ok nha chị em. Ngày hôm nay em lên mặt nạ nè, chị Huyên ơi. Chị Huyên hồi nãy hỏi em là ở Sài Gòn có dịch hả em? Dạ, em không có đọc báo mấy, nhưng mà mấy bữa nay là người ta cứ nói là đó là Sài Gòn đang có dịch đó chị em ạ. Mấy người mà nhập cảnh á, là mấy mấy trường hợp luôn, nghe nói đâu đó cũng cách ly rồi đó. Mà chị em ha, nghe tới dịch là thấy mệt, thấy ỏi. Rồi, ok. Chị em ơi, là bây giờ là mặt nạ BNBG này em có hai màu, đó là màu 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 tím và màu hồng. Đắt này rất là đã. Và một trường hợp mà khách hàng mua của shop em chia sẻ ở phản hồi đó là Linh ơi, đắt đã quá. Đắt thích quá. Cho nên lấy nguyên một hộp luôn. Chị em nào mà mê mê mẩn những cái dòng mặt nạ mà có chứa nhiều tinh chất thì lấy cái này cho nha. Mặt nạ tinh chất rất là dồi dào luôn. Mình lấy cái miếng mặt nạ ra, bên trong nó còn quá trời nước. Mà nước mà dạng gel á chị em, dạng gel, chứ nó không phải là dạng nước lỏng nha, nó là dạng gel. Và nếu mà mình không đắp hết á, thì mình để vào trong ngăn mát tủ lạnh nha chị em. Từ từ mình mỗi tối đi ngủ mình xài, mình thoa như serum á, thì nói chung là nếu mà chị em mình sử dụng như serum buổi tối thì dùng được khoảng 3 ngày tối đa thôi, không nên để lâu. Rồi lấy cho em một tiếp lựu đi. Rồi sữa rửa mặt lựu 120 em nha, làm hộp nguyên cái này 120, tiếp 100ml ha, nó có mùi trái cây rất là dễ chịu. Chị em ơi, đơn 650 em hay ship, hay đơn 900.000 em tặng cái gì, tặng son, mà son cũng gần hết rồi, mấy bữa nữa hết son tặng cái khác. Rồi ok chị em ơi, là bây giờ là ủ trắng ha. Ủ trắng em vẫn đang tiếp tục xả đó, không biết là anh Xuân có xài ủ trắng chưa. Hả anh Xuân, em đã mua ủ trắng của shop chưa? Đây nè, chờ em xíu nha, em lấy cái chai ủ trắng ấy. Ôi trời ơi, em bữa có một đơn hoàng về. Bữa em có một cái đơn hoàng về của chị khách này, thì không phải là chị này chị lấy hàng, nhưng mà tại vì ở cái người giao hàng á, người ta giao không có tâm. Nhiều lần liên lạc không được, cái người ta trả về cho em luôn. Cho nên là cái vấn đề mà hàng hoàng về nó có nhiều lý do lắm chị em. Mà một là khách không lấy, hai là khách người ta không nghe điện thoại nhiều lần, sau đó bưu điện người ta ghét quá người ta trả về cho em luôn. Và em tốn phí ship là 35.000, và em vẫn gửi lại cho khách đó, em vẫn gửi lại khách cho khách đó. Thì nói chung là buôn bán mà nhiều khi á, cái người đi đi giao hàng cho mình á, người ta giao một hai lần mà không được á, cái người ta trả về luôn, kiểu vậy. Đây là một cái đơn trả về của khách này. Hai chai ủ trắng. Em nói thiệt sự với chị em mình luôn là ủ trắng này á, giá hiện tại em đang xả trên line là 155.000, nhưng em chốt từ hai chai. Em chốt từ hai chai. Tại sao? Tại vì cái giá bán lẻ của shop em là 280 là giá bán rẻ, bán lẻ. Còn á, giá sỉ nhập về nó đã cao hơn cái mức 155 rồi, cho nên em xả hàng là 155 nhưng mà chốt cho em từ hai chai. Thành ra là 301 á chị em, 301 mình sẽ sở hữu hai chai. Và cái này mà trong cái lô hàng tiếp theo chắc chắn sẽ không có giá này đâu chị em ạ. Cái đồ hàng tiếp theo chắc chắn là phải 280 đó trở lên thôi, không thể nào mà 250 hay là dưới 200 được, chắc chắn luôn. Và trên line của shop em hôm nay đang xả hàng là còn 155.000, chốt từ hai chai, tức là 155 nhân 2 là 301 á chị em ơi. Giá quá rẻ luôn, mà cái này cao cấp nha, tốt nha. Cái này của Ecosy á, là ủ trắng collagen á chị em. Mình muốn ủ ban ngày ban đêm gì tùy mình, ngày ủ lần thôi. Chị em nào xuyên thì mỗi ngày mỗi ủ, còn không thì tuần ít nhất là 3 lần hoặc cách ngày chị em ha. Này tốt vô cùng luôn á. Đó, em không biết qua Tết em có bán nữa không á, tại vì là giá bán lẻ 280 nó hơi chậm, nó đi hàng hơi chậm. Chứ cái này tốt lắm. Cho nên chị em mình tranh thủ lấy đi. Tranh thủ lấy đi, em còn mười mấy chai nữa hết rồi. Vậy lên tiết lộ đi, lại đó em sử dụng chung với nước hoa hồng hoa cúc được không chị? À bình thường em ơi, xài chung với nước hoa hồng hoa cúc tốt nha.
Nước xài chung với nước hoa hồng Hoa Cúc tốt nha. Ủ trắng Ecosy Collagen một chai như vậy là giá bán lẻ 208. Bây giờ đang xả lỗ trên like cho mình là 155.000, nhưng chốt cho em từ hai chai. Mặc dù là em sale rồi, em xả lỗ rồi và đơn 900.000 em vẫn tặng quà cho mình ha. Giá là 155.000, chốt từ hai chai giúp em. Tại sao em xả? Tại vì cái hạn sử dụng của nó là tháng 7/2021, là còn 8 tháng nữa đúng không? 7-8 tháng nữa thì em xả luôn. Cái này chị em mình xài đều 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 thì tầm khoảng tháng hơn hết à. Nó chất lượng rất là tốt nha. Bây giờ trên thị trường người ta bán trắng da rất là nhiều, nhưng quan trọng là cái chất lượng nó như thế nào thôi. Và cái chất kem này rất là an toàn á chị em. Mình thoa lên, mình có thể làm make up body, đặc biệt là dịp này em nghĩ là Tết cái gì ta, đi tiệc đi cưới thường xuyên á, thì cái này chị em mình thoa lên body á, nó không có trôi, nó không có thấm nước đó. Và mình mặc đầm mặc váy nó không bị lem, mà đặc biệt nó có mùi thơm thơm, cũng thơm thơm kiểu mùi nước hoa, nó rất là ok ha. Cái này có giá là 208, em đang xả trên like cho mình với giá 155, chốt từ hai chai ha. Chị em nào ok đặt trực tiếp trên like giúp em. Rồi em xài với toner Hoa Cúc bình thường nhánh xuân nha. Ủ trắng là chị em mình chỉ lấy một lượng kem một tí xíu này thôi nè, thoa từ cổ xuống chân thì tầm khoảng 1-2 phút, cái chất kem khi mà nó thấm vào cái lớp biểu bì của da rồi đó thì nó sẽ có một cái mùi thơm nhẹ, da của mình nó cũng nâng tông lên một tông rất là đẹp, và khi mình rửa nước đi mưa nó không trôi, có thể make up body cũng rất là ok. Ủ trắng này em đang xài màu hồng nè chị, ủ trắng này em đang xài màu hồng nè chị, màu hồng là cái nào ta, chị không biết cái màu hồng luôn em. Ecosy thì nó chỉ có cái kiểu này thôi mà ta, Ecosy thì nó chỉ có phiên bản màu trắng này thôi, nó đâu có hồng đâu ta. Màu hồng chị không biết nha, em mua của chị hả, em mua của chị hả, phải không? Nếu mà màu hồng thì là của cái hiệu khác rồi. Thế em nói cho chị biết là em đang xài hiệu gì nha, mà em có phải mua của chị không? Chị không nhớ lắm nè, tại vì bữa trước chị có bán một cái chai đó là sữa tắm kích trắng, cái chai màu hồng của thằng gì ta, cái thằng gì ngọc trai hoa hồng gì á, không nhớ nữa. Chị có nhớ là chị có bán một chai, nhưng mà cái đó là sữa tắm chứ không phải ủ trắng. Ủ trắng thì chị bán có mỗi cái loại này thôi. Giá xả hàng là 155, chốt cho em từ hai chai ha. Qua Tết em có về cái dòng này thì là giá 208 chị, mà cho nên giá như thế này là quá rẻ rồi. Bán mà thấp hơn cái mức giá nhập thì còn cái gì nữa đâu chị em, mà quá rẻ rồi, cho nên là chốt mấy chai thì nhắn em. Hết cái lô hàng này là em không có giá này nữa đâu, không có ai bán giá này đâu. Em đang xả hết luôn á. Rồi ok, em đang xài chai màu hồng là của chị đúng không, chị bán đúng không, mà hiệu gì ta, hiệu gì ta, cái chai nó hiệu gì, cái chai màu hồng ở trong đó em vô coi hả, cái tên gì chị quên tiêu rồi. Cái đó không phải là ủ trắng mà nó là sữa tắm kích trắng. Rồi chị em nào lấy này nhắn em nha, em đơn 900 em vẫn tặng quà bình thường. Đây cái thằng này nè, em làm biến xài ghê luôn, Trey em solution. Chị Vi Vân không biết còn coi livestream không à? Chị Vi Vân nói bữa trước chị xài cái này thấy tốt lắm, hiệu quả lắm. Em không có về hàng nữa, tại vì là chai này 450.000 nè, bán trên livestream hơi khó đó, nên em không về hàng nữa. Rồi cái đợt vừa rồi em cũng xúc test nè, em cũng xài được đâu khoảng mấy bữa, sao em làm biến quá thiệt sự. Em cũng thuộc dạng rất là làm biến xài cho body á, sao em xài được mấy bữa giờ nó còn nguyên nè, nó còn cỡ này luôn nè, đó trên này luôn nè. À, chai y chang vậy mà cùng hiệu luôn á. Còn em mang, cô em mang về vậy hả? Ecosy hả em? Ecosy mà có màu hồng luôn hả? Chị không biết luôn á nha. Đây, sữa tắm kích trắng cho em solution 450.000, chị Vi Vân bữa trước mua xài ok lắm, mà em về được có 2 lần. Về được có 2 lần xong em không về được tại vì bán chậm quá. Xong em cũng xúc test ra luôn nè, mà em có xài mấy đâu nó còn nguyên, tại làm biến xài. Xài mấy cái trắng da chị em phải xiên ha. Xiên thoa xiên vôi rồi làm biến lắm. Em chỉ xiên mỗi cái mặt tiền để em bán hàng thôi, chứ còn body em cũng lười lắm, mỗi ngày đi tắm một lần thôi, chứ mà thoa body thì lâu lâu thoa làm biến, chỉ thoa trên mặt thôi. Rồi ok, đây chị em nào mà mua ủ trắng body thì xiên cho em ha, cứ cách ngày thoa lần, cách ngày thoa lần đó, hoặc là mỗi ngày mỗi thoa cho quen nha. Khi thoa lên thì da nó sẽ lên tông cái này nè, rửa nước đi mưa này kia nó không trôi. Thì nói chung là cứ mỗi ngày mình mỗi thoa thì sẽ có tác dụng, sẽ trắng lên, đẹp lên chị em ha. Đó, rồi chai màu trắng y vậy mà chữ màu hồng á chị. Vậy hả? Chai màu trắng y vậy mà chữ màu hồng á, vậy là chị không biết rồi. Nếu mà thương hiệu Ecosy á thì là hàng này luôn.
Nói chung là giá thằng này bán lẻ là 280 đó chị, em hôm nay đang xả trên live còn 155, chốt em từ hai chai ha. Cái giá này em đã nói rồi là nó thấp hơn cái mức giá em nhập về, cho nên chị em nào ok thì lấy, em không có xiên xài body chị ơi. Kaka ừ không xiên thì chịu. Nói chung là khách nào mà mua hàng em cũng nói là nếu như mình nhắm mình mua cái sản phẩm cho body á mà chị em mình xiên á thì hãy xài, còn không đừng mua. Tại vì mua mà không có xiên xài á thì nó cũng không có tác dụng đâu. Làm biếng xài body không tác dụng đâu, xài cho mặt thì ai cũng phải xài rồi, body làm biếng quá thì thôi đừng mua, thiệt sự luôn. Giống như em nè, em làm ba chết ba nhán, bữa nào em xiên em thoa body, chứ còn cái mặt của em nha, mỗi ngày em thoa chắc 3 lần á chị em, mặt xiên lắm. Cái này là omega 3, em chưa có lên cái sản phẩm này đâu, giới thiệu sương sương chị em mình thôi, em chưa có giá ha. Cái này của Ori Hero là nó cùng thương hiệu với thằng mà hôm bữa em bán á, là trà đậu đen á. Em khui luôn nè. Để lát nữa em livestream, lát nữa em tắt livestream em khui ra em sử dụng nè, để ngày mai em lên live cho mọi người cái sản phẩm này ha. Giới thiệu sương sương với chị em mình là chị em nào mua thì đơn 900 ngàn vẫn tặng quà bình thường ha. Đây là thực phẩm chức năng và đây là omega 3 của Nhật chị em ha. Đây là dầu này dầu gì đây ta? Chưa coi thông tin nữa. Của Ori Hero là nó cùng thương hiệu với thằng trà đậu đen mà bộ em bán á chị em mình đó. Trà đậu đen uống cho đẹp da giảm cân đó. Đây Ori Hero này thì giá niêm yết của thằng này là 650 ngàn chị em ha. Mấy cái chỗ thực phẩm chức năng của Nhật á, cái lọ này đang bán với giá 650 ngàn nè. Trên like của shop em là 450 ngàn chị em ha. Thông tin sản phẩm em chưa có coi kỹ nên em chưa có tư vấn cho chị em mình cái này được, nhưng mà nó đang rất là hot đó, cái này nó đang rất là hot luôn. Thì cái này em sẽ xuất test ra để em sử dụng luôn chị em ha. Giá nó cao, xuất test là cũng hơi sót nhưng mà cũng phải test thôi để mà sử dụng á. Đây, rồi nó có tem ở trên ha, trọc cái tem ra. Đây là dầu này dầu gì ta? Dầu omega 3 của Nhật. Em khui ra để em sử dụng luôn. Trong này nó có 180 viên và cái cách uống là mỗi ngày uống khoảng 3 muỗng viên á. Uống sau khi ăn 30 phút. Này là dầu cá hồi hay dầu gì nè? Mà nó tốt lắm, kiểu như nó bổ cho mắt á chị em, rồi nó tốt cho huyết áp với tim mạch. Huyết áp rồi cái này kia cái thứ, nói chung là tốt lắm. Em thấy nó đang hot em mới về hàng nè. Và em chưa coi thông tin kỹ nữa. Rồi, nói chung là bây giờ cái sản phẩm omega này đang rất là hot trên thị trường á chị em. Giá là 650 á. Giá 650 trên like của shop em là 450 ngàn. Ngày mai em lên chi tiết hơn nha. Ui dồi ôi, nó trong này nó cái bọc hả ta? Ở trong này nó cái bọc. Nè chị em ơi, nó nhét cái bọc vô đây à, để lát uống nha. Uống luôn trên like nè. Đây, nó có cái bọc ở trong này. Để mà nó đẩy lại cho không có cho không khí vô. Rồi, đây là omega 3 chất dầu cá hồi. Thơm quá ta. Cái viên của nó cứng ngắc hả ta? Lọ thủy tinh. Cái này đang hot lắm á. Bên Nhật cái này đang hot lắm nè. Uống tốt cho sức khỏe lắm chị em à. Ngày mai em lên chính thức cái này ha. Giá 650 đó. Trên like của shop em chỉ có 450 ngàn thôi. Tất cả chị em mình đều sử dụng được ha. Hạn sử dụng là ngày 5 tháng 10 2022. Và đây là sản phẩm tốt cho sức khỏe của Ori Hero. Thương hiệu này rất là nổi tiếng ha. Hàng chuẩn chính hãng chị em ha. Rồi, để ngày mai em lên em giới thiệu sương sương vậy thôi. Đó, đã xúc tác cái hộp này rồi đó. Em cũng uống cái này luôn. Để lát nữa em tìm hiểu thông tin rồi em mới ngày mai mới lên cho mọi người ha. Cái này hiện tại bên Nhật đang rất là hot đó. Omega 3 nè chị em. Omega bây giờ trên thị trường rất là nhiều. Nhưng vấn đề là chất lượng hay không thì mình phải coi ha. Thì cái này là của thương hiệu Ori Hero, là một cái công ty tập đoàn rất là lớn của Nhật Bản. Và sản phẩm này đang rất là hot trên thị trường luôn. Ngày mai em mới lên cái này. Nói chung là giá 450 đó. 650 trên like của sen là 450 nó uống cho nó điều hòa cái huyết áp á chị em, với lại sáng mắt. Chị em nào dùng điện thoại máy tính quá nhiều thì nên uống cái đó cho sáng mắt chị em ha. Đặc biệt là em rất là cần uống luôn, tại vì em dùng điện thoại quá nhiều, mắt em á, nhìn xa không thấy chữ. Em nhìn mà 100 mét thôi là không thấy mặt người, không thấy chữ chị em ơi. Cho nên là uống cho sáng mắt ra. Rồi, ok chị Nguyễn Cúc ha. Đây chị em nào lấy cái này không, lát em tư vấn nha. Em chưa có coi kỹ thông tin của nó, em mới về hàng thôi nhưng mà em báo giá vậy đó. Rồi ok, chị em nào hỏi gì nữa không ạ? Riêng chị em nào lấy cái sữa rửa mặt cám gạo này thì nó xe khít lỗ chân lông chị em ha, rồi giảm mụn cám mụn nâu đen ha. Một tuần xài rửa mặt này cho em 3 lần ha. Mua cái sữa rửa mặt này vẫn kết hợp với một cái sữa rửa mặt khác
và một tuần mình không cần phải tẩy tế bào chết nữa. Cái này giá của thằng Sun Mimi cơ bản nó đã mắc rồi là 350.000, nhưng trên line bên em thì chỉ có 100, à quên, nhầm chết 100 là mấy là chết, 260 nha, 260, nói nhầm chết. Rồi, ok, chị em ăn chương trình chính của ngày hôm nay là mặt nạ nha, mặt nạ BNBG này nè. Một hộp như vậy là trên line của shop em chỉ có 250 thôi nha. Cái sản phẩm này ở thị trường Việt Nam đang được bán với giá tầm 30.000 một miếng, 28-30.000 một miếng. Và cái này thì bên Hàn Quốc là 40.000 một miếng, 20.000 won là 40.000. Nói chung trên line shop em ngày hôm nay ha, chỉ trong cái live stream này, chị em nào chốt em gửi hàng đi. Một hộp như vậy là 250, bây giờ chỉ còn có 185 đúng không? 185 sale trên livestream ngày hôm nay là còn 185, áp dụng chốt trên livestream nguyên một hộp chị em ha. Bây giờ trên thị trường người ta đã ra rất là nhiều cái loại mặt nạ mà một hộp nó chỉ có khoảng 3 miếng. Có những cái loại mặt nạ một hộp quy cách đóng gói chị em chỉ có 3 miếng thôi, hoặc 5 miếng hoặc 7 miếng thôi, chứ không phải bây giờ là cứ mặt nạ nào cũng 10 miếng đâu. Và mặt nạ BNBG này một hộp như vậy 10 miếng mà 250 là rẻ. Và bây giờ sale đang sale trên live cho mình là còn 185.000 một hộp, và chỉ chốt trên livestream để cho em có tương tác thôi, chứ bình thường em không có khùng bán cái này 185. Bình thường ở trong inbox em chốt trên live để cho có tương tác, khi mà em có chương trình sale thì chị em mình cũng sẽ kiểu như mình cũng thích hơn, đúng không ạ? Mình cũng thích hơn và mình sẽ có nhu cầu, nếu mà có quan tâm thì mình sẽ đặt, thì mình đặt trên livestream để cho em có tương tác, rồi mình chia sẻ cái live này về trang cá nhân để em bán được với mức giá này nha. Rồi 185 chỉ áp dụng trên livestream ngày hôm nay là ngày mùng 3 tháng 12 thôi. Rồi chị em nào lấy thì nhắn em, và mặt nạ này em đã sử dụng, đã và đang sử dụng, cũng như là khách hàng của shop em là mua thử 5 miếng sau đó xài thấy ưng ý và lấy nguyên một hộp luôn. Lưu ý giúp em ha, đây là mặt nạ dạng treo chứ không phải là dạng lỏng chị em ha. Tinh chất dạng treo, và cái nào mà nó có nhiều tinh chất thì khi mình đắp xong da cũng rất là căng bóng. Và khách của shop em ở ngoài Kiên Giang thì phản hồi là đắp cái này thấy trắng da. Mà đắp một miếng thì làm sao mà trắng được, đúng không? Đắp một miếng thì làm sao mà trắng được, nhưng mà khách phản hồi là đắp thấy trắng. Thì nói chung là cái này nó có làm trắng thiệt, nhưng mà đắp thì cũng phải 2-3 tuần đồ từ từ nó mới cải thiện chứ. Ở khi mà mình mới đắp xong thì mình thấy là da căng bóng lên rất là nhiều chị em ha. Hai loại này đắp lên đều rất là căng bóng, nhưng mà để phát huy cái tác dụng chuyên biệt của cái miếng mặt nạ đó thì chị em mình phải xài lâu dài. Giống như cái này là collagen nè, thì nó sẽ là chống lão hóa, nó cải thiện cái độ đàn hồi cho da. Và cái này nó có thành phần từ hoa anh đào chị em ha. Cái dưỡng chất vitamin ở trong này là 50.000 ppm, là cái hàm lượng nó nâng cấp gấp 5 luôn. Hồi trước là chỉ có 10.000 thôi, bây giờ là 50.000. Hồi trước là có 10.000, bây giờ là 50.000, gấp 5 luôn. Thì xài nó đã cỡ nào chị em ha, xài nó đã cỡ nào luôn. Rồi, còn này thì cũng vậy luôn. Cái này là màu hồng này thì nó sẽ có cái thành phần từ suối nước nóng á chị em, nó xe khít lỗ chân lông. Để thấy được cái tác dụng xe khít lỗ chân lông, chị em mình phải xài nhiều, xài ít nhất là 1 tháng, chứ còn 1-2-3 miếng nó không ăn thua gì đâu. Cho nên là lấy một hộp đi ạ. Một hộp 185.000 10 miếng là rất là rẻ, và em chỉ bán hàng chuẩn chính hãng thôi nha, em không chơi hàng pha ke. Pha ke là người hàng pha ke là phát đó chị em. Bây giờ giới trẻ người ta hay bảo pha ke đó, mình đu trend theo, mình cũng đọc pha ke cho nó vui vậy đó. Rồi, nói chung là em bán hàng chuẩn chính hãng chị em, hồi đó giờ mua lâu quen thuộc thì biết em bán cái gì rồi. Nói chung là ngày hôm nay em sale còn 185 để lên tương tác, chị em nào ok chốt trực tiếp trên live cho em cảm ơn. Rồi, chị có cây lăng kiêu không chị? Có. Hôm nay em sale gì vậy? Em thấy chị Huyên coi từ đầu buổi live stream tới giờ lâu mà ta. Em thấy chị có cô vô coi live hồi đầu xong chị thoát ra hả? Dạ, hôm nay em sale mặt nạ đó chị. Mặt nạ tinh chất BNBG này là mẫu mới, nó nâng cấp gấp 5 lần cái hàm lượng vitamin đó chị. Cho nên là trong này chị lấy miếng mặt nạ ra nha, ở dưới này nó lắng quá trời tinh chất luôn. Một hộp như vậy là 10 miếng. Chị em nào chốt ok thì lấy một loại hoặc là hai loại thì em trộn cho mình ha. 250 còn 185.000, mà sở hữu 10 miếng mà mặt nạ cao cấp nữa thì quá rẻ luôn. Cây lăng kim nè em ơi. Cây lăng kim đây nha em ơi. Cây lăng kim này là của thằng là Kakuda. Cây lăng kim này Kakuda nha. Rồi, là của Hàn Quốc nha. Lăng kim này của Hàn Quốc nha, chứ không phải bên Chinese đâu nha. Của Hàn Quốc. Lăng kim này là của Hàn Quốc luôn á. Đây, của Kakuda. Loại này cũng đang rất là hot nè. Lăng kim này chị Huyên đang sử dụng. Cái này đó em, là nó có 540 đầu kim, và mỗi đầu kim là 0.25 mm. Tức là đầu kim của nó rất là bé.
nhỏ hơn cọng tóc của mình. Mắt thường chị em mình không nhìn được đâu, thiệt sự. Chị em nào mà cận là khỏi nhìn luôn, còn chị em nào mà mắt tinh vi cũng không nhìn thấy được cái đầu kim đâu, tại vì nó rất là bé ha. Rồi đây là cái cây lan kim, nếu em mua giá là 240 ngàn. Chị vô like share xong để điện thoại vậy, đi công việc giờ mới về em. Ô em cảm ơn chị nha. Chị vô like share xong chị để điện thoại vậy hả? Dạ em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Đây, đây là cây lan kim nha Ánh Xuân. Cái hàng test của chị á là cái màu bạc, cái màu vàng. Còn khi mà khách hàng mua thì em gửi cái cây màu bạc nha. Chất lượng của nó y chang, nó chỉ khác màu thôi. Bữa trước thì em có về hàng test là màu vàng, còn hàng bán của em là màu bạc ha. Cây lan kim này, cái cây của nó bằng inox, chắc inox. Đầu lan là 540 đầu kim, và mỗi đầu kim là 0,25 mm, nó bé lắm, cận thị là chị em mình nhìn không thấy luôn, còn chị em nào mắt tinh vi là nhìn cũng không thấy nổi đâu, nó bé hơn cọng tóc của mình nữa. Lan kim này thì nó sẽ tạo ra những cái vết thương giả, tức là cái cảm giác hơi châm chích nhẹ 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 nha chị em, và tất cả chị em mình đều xài được, da yếu da nhạy cảm đều xài được, không vấn đề gì hết. Nó chỉ là cái sản phẩm hỗ trợ để giúp cho tinh chất thẩm thấu vào da sâu hơn, cũng như là giúp cho tuần hoàn máu ở trên mặt của mình tốt hơn. Một tuần mình sẽ lăn một lần, cái này có giá là 240 ngàn chị em ha. Cái này trong mấy chỗ spa sẽ bán tầm khoảng trên 350. Rồi đây, mua về sử dụng xong thì mình sẽ vệ sinh bằng cách là mình dùng sữa rửa mặt, sau đó lấy cái bàn chải đánh răng mình chà nhẹ 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 nè, xong rồi cái là mình sẽ để ráo ha, xong rồi cái mình bỏ vô hộp thôi. Mua một lần xài trọn đời chị ha, mua một lần xài trọn đời. Đây là sản phẩm mà rất là rẻ luôn, tại vì nó không có hạn sử dụng mà. À, để năm chai chị tặng thêm quà gửi luôn. Rồi ok. Dài bao nhiêu mili? À đen đây nè, 0,25 mm em ơi. Chị nhìn muốn lòi mắt luôn, chị không thấy cái cây kim nó hết trơn ở đây nè. 540 đầu kim chị em hãy đưa lại gần cho chị em nhìn. Có thấy gì đâu. 540 đầu kim và mỗi đầu kim là 0,25 mm. Thì cái đầu kim này nó nhỏ hơn cọng tóc của mình nữa, không nhìn được em ơi. Rồi em sẽ lăn, cách thức sử dụng như sau, chị em sẽ lăn ha, từ trán xuống dưới cằm, lăn ngoài da thôi, không ấn, không nhấn, chị em chỉ lăn ngoài da thôi. Đó. Và cách sử dụng như sau, đó là mình sẽ sử dụng ở cái bước tinh chất á. Bình thường mình thoa tinh chất 2 giọt, 3 giọt, thì bây giờ mình thoa cho em đắp double lên, gấp đôi là 6 giọt cho em. Rồi, em gái ơi, vô giúp chị kéo cái rèm em ơi. Lăn nhẹ nhàng ngoài da em ha. Khi mà lăn thế này thì em cảm giác được là trên mặt mình có cái gì đó tác động lên. Nó hơi châm chích nhẹ 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 nhẹ, nhưng mà không phải là chảy máu hay gì đâu, nó chỉ châm châm giống như kiến kiến bò trên mặt thôi, là đó vậy thôi đó. Thì nó sẽ đưa tinh chất nó thẩm thấu vào, nó thấm vào nhanh hơn, và ok tốt lắm. Mua một lần xài trọn đời ha, và nó chỉ hư khi mà em làm rớt xuống đất thôi em ơi. À, chỉ hư khi mà em làm rớt xuống đất thôi, là em làm rớt thì cái đầu kim nó sẽ gãy á, kiểu vậy. Mua một lần xài trọn đời chị em rất là tiết kiệm. Em lấy một cây nha, chị gửi cho em cái phiên bản bạc nha em, màu bạc, rồi 240k, rất là tốt. Mình sẽ sử dụng ở cái bước serum đó, đơn giản lắm, một tuần xài lần thôi, đừng có xài nhiều, tại vì khi mà mình tác động một cái lực ở bên ngoài vô á thì em chỉ nên một tuần một lần thôi, giống như đi spa đó. Người ta mà ghiền đi spa quá, một tuần mình cũng chỉ đi spa có một lần thôi chứ mình không đi mỗi ngày. Em gái ơi, có nghe không trời? Để em kéo cái rèm ấy, em kéo chị cái rèm ấy đi, nó hơi hơi tối nha. À, cái xanh xanh đó, đó. Tạt nó qua một bên nha. Rồi em về sử dụng chung với tinh chất bơ. Dạ đúng rồi, em chào chị Kim Thi ha. Em đứng ngay cửa sổ che hết cửa sổ luôn. Rồi ok, cái lăng kim này rất là tốt, nhưng mà chị em mình cũng phải siêng xài nha, tại vì nhiều khi quên á, nhiều khi quên á. Bữa nay mình xài xong rồi cái mình quên. Mỗi ngày xài thì nó sẽ thành cái thói quen, còn một tuần xài lần á nhiều khi hay quên đúng không chị em. Đó, lăn kim thì mỗi lần lăn từ 5 tới 10 phút nha em Ánh Xuân ơi. Nếu mà em lăn 5 phút mà em cảm thấy châm chích quá mà mặt hơi hơi đỏ thì em ngưng ha. Còn nếu như mà mình cảm thấy khả năng da của mình thấy bình thường, ok, không xi nhê hết, thì mình cứ lăn tối đa là 10 phút nha. Mình sử dụng buổi tối, em không có nên dùng ban ngày đâu, không có nên dùng ban ngày, tại vì khi mình tác động cái lăn kim này trên mặt thì nó đang gọi là bắt đầu trở nên nhạy cảm, cho nên là mình chỉ dùng vào ban đêm thôi, không nên xài ban ngày, không nên xài ban ngày, không phù hợp. Giống cây lăn kim nâng cơ em mua bên chị xài tới giờ. Cây lăn nâng cơ, cái cây mà lăn để mà nâng lên đúng không?
À thì cái đó xài tới giờ luôn hả? Xài lâu dữ hen. Cái đó chị bán cho công ty cũ từ năm 2018 rồi. Em xài tới giờ, em xài lâu dữ. Rồi chị nhớ mà, cái là cái cây đó là nâng cơ kéo từ dưới lên, còn này là em lăn từ trên xuống nha. Đó. Rồi 240k mua một lần xài trọn đời nha, mình chỉ quăng liền, mình chỉ quăng khi nào mà nó bị gãy thôi, nếu mà chị mình làm rớt xuống đó thì nó sẽ gãy. Rồi. Ok, cây lăn kim với chị em nào lấy thì nhắn em. Xài kết hợp với tinh chất bơ Skin AZ thì quá phù hợp luôn. Em thoa tinh chất bơ dày ra một tí xíu rồi mình lăn. Và da bao căng bóng luôn, nó sẽ thẩm thấu vào tốt hơn. Da mặt sẽ hồng hào hơn. Rồi. À, chị em mình có câu hỏi gì đó không? À, Ánh Xuân lấy nãy giờ là có kem chống nắng nè, có cây lan kim nè. Rồi còn gì nữa? À, sữa rửa mặt ha, đơn của em chắc tầm khoảng 500 mấy rồi. Thì chị em mình lấy đơn từ 650 là số em free ship, đơn từ 900 ngàn là sẽ tặng kèm quà. Quà có thể là son, có thể là sữa rửa mặt, có thể là tẩy tế bào ha, và son thì chuẩn bị hết tặng rồi, tại vì son gần hết. Em sử dụng quen rồi chị, lăn đã. Vậy hả? Ừ. Xài quen thì tốt. Xài quen thì tốt. Em có lấy bông tẩy trang không? Bông tẩy trang này của thằng By Face này, của cái này là hàng xách tay của Pháp. By Face chị em ha, By Face này cũng hot lắm á. Cái này nó có 120 miếng, giá bán lẻ là 62 60 ngàn, trên line của shop em là 42. Chị em nào lấy cái này không? Một cây như vậy là 120 miếng. Đó. Em có lấy bông tẩy trang hàng nhắn shop ha. Đơn của em chắc khoảng 500 mấy thì đó, đơn 650 shop visit chị em ha. Đơn 900 ngàn thì tặng quà. Rồi. Chào chị Bùi Thị Loan, bây giờ em lên ha, mặt nạ cho nó lấy. À, chị Huyên ơi, mặt hôm nay số em sale dòng mặt nạ. Sale dòng mặt nạ này và chỉ sale trong khung giờ livestream ngày hôm nay thôi. Em tắt livestream là em không có sale cái này ở trong inbox. Mặt nạ em có hai dòng, một đó là màu tím, hai là màu hồng ha. Em về lại kem Đông Sung rồi đó chị Kim Yến ơi. À, em thấy chị Kim Yến đang coi livestream ha, em về lại kem Đông Sung size mini rồi. Thì 130 đó chị. 130 và lưu ý giúp em là riêng với da mà có nám tàn nhang thì rất là cần xài kem chống nắng, và em khuyên là tất cả chị em mình phải nên xài kem chống nắng ha. Dưỡng da mà xài không xài kem chống nắng là đổ sông đổ biển hết chị em ạ. À, đổ sông đổ biển hết, phải xài kem chống nắng. Em khuyên chị là chị nên xài cái này với một loại kem chống nắng nữa là dạng gel đi, tại vì da của chị hay lên mụn á, thì chị nên xài kem chống nắng dạng gel thế này thì nó sẽ rất là thích hợp cho da có mụn. Mình xài kem chống nắng nào mà nó mỏng nhất, nó nhẹ nhất và nó dạng gel là cái dạng mà nó trong suốt rồi, nó không có làm cho da mình dày hơn ấy, cho nên là xài cái này thì rất là tốt cho da mụn luôn, đặc biệt nó không trôi không thấm nước nữa và mỗi ngày chị chỉ cần thoa một lần thôi. Và em rất là khuyên thiệt tình là chị nên xài kem chống nắng đi, tại vì mình dưỡng da mà mình không xài kem chống nắng là không có tác dụng luôn á chị, không có hiệu quả bao nhiêu cả. Rồi, đó Đông Sung mini em có rồi nha. Rồi ngày hôm nay số em lên cho mình cái dòng mặt nạ này là 250k, sale còn 185, chốt từ một hộp chị em ha. Chốt một hộp. Em có hai loại thì chị em mình có thể lấy năm này năm kia. Là một hộp như vậy là 250, sale còn 185. Em không phải mà khách hay bảo là khách cứ nghĩ là em hay sale trên live. Không phải em sale chơi đâu chị, em sale để cho có tương tác đó. Để mà khi mà chị em mình có nhu cầu và mình có nhu cầu cái mua cái sản phẩm mặt nạ này có giá sale thì mình chia sẻ cái like về trang cá nhân giúp em. Rồi mình không mình bình luận cho em có tương tác và em chỉ sale vô khung giờ livestream thôi. Chứ mấy cái này em không có bán cái giá này hoài được, tại giá này là giá đã sale rất là rẻ và em chỉ muốn để có tương tác thôi, cho nên em tắt like một cái là em kết thúc cái này luôn. Đó là thành ra là trong khoảng mấy tháng trở lại đây là cái livestream nào em cũng bận hết. Mình vào Facebook em mình không thấy cái livestream nào đâu. Chắc là có một hai cái thôi mà lâu lắm rồi em ẩn hết. Ẩn hết tại vì em lên chương trình ưu đãi cũng khá là nhiều và chỉ áp dụng trong khung giờ livestream thôi, cho nên là chị em nào bắt được cái livestream nào mà thấy sản phẩm ok thì mình đặt ha. Một hộp mặt nạ này là 10 cái 250, hôm nay em sale trên live cho mình còn 185 ngàn 10 cái, mà thương hiệu này VNVG thì rất là tốt, cao cấp chị em ha, cho nên là thấy ok thì quất hoa chị em ha, 185 ngàn một hộp. Rồi em vẫn còn áp dụng mà cao sao bóp nha. Cao sao bóp là em lên chương trình sale cho mình 50% cao sao bóp giá trên 100k một hộp, sale cho mình còn 49 ngàn, chốt cho em từ hai chai. Cao sao bóp này bán rất là chạy, cái này bán em nói thiệt là em bán cái này cho có tương tác, chứ cái giá mà cao sao bóp mà 49 ngàn này thì không có lời lãi được cái gì luôn, thiệt sự không không bán cái này là thiệt là bán cho có tương tác thôi, chứ cái này không không mấy được.
tại vì nó quá rẻ mà, giá 49 ngàn là quá rẻ rồi. Ok chị em ơi, cao sao bóp này em đang xúc tết nè. Chị em nào mà có dấu hiệu là đau nhức xương khớp thì mình xài cái này ha, nó sẽ ok hơn dầu gió, dầu nóng nó sẽ ok hơn là dầu gió. Ví dụ như mình đau nhức ở trong xương khớp á, cổ tay, cổ chân, bắp chân gì đó, mình thoa lên cái vị trí đau nhất á chị em, mình thoa lên xong rồi cái mình massage ha, thì nó sẽ làm cái chỗ cái đó của mình, cái vùng da đó của mình nó the mát, và sau đó nó sẽ ấm dần, nó thấm vào da, nó sẽ ấm cái chỗ da đó lên và nó làm giảm đau. Và đây là sản phẩm hỗ trợ giảm đau thôi chứ nó không có thần thánh mà trị bệnh gì cả, nó chỉ là hỗ trợ giảm đau nhất cho mình. Và cái này thì số em bán rất là chạy, hồi trước like cho công ty là bán 95 ngàn một tiếp á chị em. Hiện tại bây giờ em đang sale cho mình là 49 ngàn và em chốt từ 2 tuyếp. 2 tuyếp, chốt từ 2 tuyếp. Chị em nào lấy cao sa bóp, lấy dầu lạnh thì nhắn em nha. Chốt trên like, quên đừng có nhắn mà chốt trên like cho em luôn. Giá là 49 ngàn, sale 50% rồi. 95 ngàn còn 49 ngàn. Chốt cho em từ 2 tuyếp. Cái này là bên Lazada đó, bán 180 ngàn đó chị em. 180 ngàn một tuyếp luôn. Trên like của em là 95 ngàn nhưng từ bữa giờ em đâu bán giá 95. Em sale cho mình 50% còn 49 ngàn nó chốt cho em từ 2 tuyếp nha. Cái này em bán chỉ để lấy tương tác thôi, chứ còn bảo bán cái này mà có lời thật sự là không lời nổi. Không lời nổi. Dạ chị Thùy Linh em chào chị nha. Rồi chị em nào lấy cao sao bóp thì nhắn em. Cao sao bóp này lúc này em mới thoa nó rất là the ha. Tầm khoảng 1-2 phút bắt đầu nó nóng lên. Nó hơi nóng nóng rang rang lên á. Nhưng mà khi mà cái vị trí xương khớp của mình nó đau nhất á, thì khi mà chị em mình nó ấm lên nó sẽ giảm đau, sẽ đỡ đau hơn. Còn đang bình thường ở này thì thoa lên thì mình đâu có cảm giác gì đâu, mình chỉ cảm thấy nó nóng nóng lên thôi. Nhưng mà lúc mà mình đau á, mình thoa nó mới có tác dụng chị em ha. Rồi em chào chị Thùy Linh, chị em nào lấy cao sao bóp thì nhắn em. Cái này em xúc tết nè, để vài bữa em bán hết rồi em sẽ pass lại ha. 150ml bự lắm, xài lâu. Đây là của Hàn Quốc chị em ha. Mấy cái này ở trong mấy cái hiệu thuốc tây á phân phối nhiều lắm á, mà trong thuốc tây không có giá này đâu, không có giá này đâu. Lazada bán 180 đó chị em à. Tất cả sản phẩm em bán đều có hàng giả hàng nhái hết rồi. Cẩm Tiên hello em, chào em, chào em. Chào cô Tiên. Rồi đây chị em à, hôm nay số em lên cho mình dòng mặt nạ BNBG, mặt nạ là dạng gel ha. Rồi bây giờ chia sẻ một tí xíu là cái mặt nạ mà Nhau Hai Cường mà đợt vừa rồi Cẩm Tiên xài á, thì cái chất mặt nạ của nó là dạng gel mà gel dính em à, dính. Thì sau cái đợt đó chị không có bán nữa, tại vì thật sự là cũng hơi kén khách. Bản thân em là em bán cái gì mà dạng như là em xài em thích sau em mới bán được. em hơi kiểu như em bán những sản phẩm mà em thích thôi, chứ em không bán theo xu hướng thị trường lắm đâu. Tại vì trên thị trường có những cái rất là hot nhưng mà kiểu như mình test ở trên da mình không ưng ý làm sao mình bán được, mình không thích thì làm sao mình bán được, đúng không? Thì cái mặt nạ Nhau Hai Cừu đó em bán một thời gian vừa rồi xong mà em nghĩ tại vì em không thích. Tại vì cái chất của nó là dạng gel, dạng gel mà nó kiểu như nó dính á, thì khá là kén da. Nhưng mà cái này là mặt nạ BNBG này á, thì tại vì cái đợt mặt nạ Nhật đó đợt vừa rồi nhiều khách hỏi quá, hot quá, cũng bán một thời gian rồi sau đó thì ngon không bán nữa. Còn cái này thì mặt nạ của BNBG nó là dạng gel, nhưng mà gel này gel lỏng, khi mà mình thoa trên mặt á nó tan, nó thấm vô da, nó thấm vô da, nó không có dính dính bết bết, nó không có nhờn, nên là được rồi. Và cái này hàm lượng tinh chất vitamin của nó đã nâng cấp gấp 5 lần đó chị em. Nâng cấp gấp 5 lần hàm lượng vitamin và cái bao bì của nó cũng đẹp hơn. Bao bì thì nó không có tác dụng gì trong cái việc làm đẹp cho mình cả, nhưng mà kiểu như mình nhìn thấy nó đẹp thì mình nhìn cũng đã mắt hơn chị em ha. Rồi, ok, một hộp như vậy giá 250. Sale cho mình trên livestream còn 185.000, chị để lấy tương tác thôi. Cho nên mình chia sẻ cái like này về trang cá nhân ở chế độ công khai giúp em ha. Hoặc anh chia sẻ lên hội nhóm cũng được. Có chia sẻ là em bán với giá này và em thông báo luôn em bán với giá này chỉ trong ngày hôm nay trên cái live stream này thôi nha. Collagen và nó có thành phần tinh chất từ hoa anh đào. Tiếp theo là cái màu hồng đó là suối nước nóng. Rồi bây giờ bỏ vô chuyển kênh chị em ha. Rồi em chào chị Thùy Linh, chị hỏi em gì chị đặt cái gì á, chị đặt trực tiếp trên live với em nha. Rồi em qua món điện thoại, còn 20% gần hết pin rồi. Chàng Tâm Thảo ha. Đó em qua món nha chị em. Mặt nạ nè, một hộp như vậy 185 là rẻ lắm rồi đó chị em à. Bây giờ trên thị trường có những loại mặt nạ màu hộp mà quy cách đóng gói là 3 miếng 5 miếng á, đã 200 mấy 3, 4, 500 ngàn rồi. Cái này tốt dữ lắm, anh chị em mình lấy một hộp xài đi nha.
đặt ngày hôm nay trên cái livestream, ở trong khung giờ livestream này thì có giá 185 quá rẻ, còn ngày mai mình mua lại cho em với giá 250 nha. Em sale lại lấy tương tác thôi. Rồi, nước tẩy trang đi. Chị em nào hết tẩy trang là tranh thủ nè, cái này em về nhanh hết lắm. Cái tẩy trang này lẹ hết lắm. Đợt trước vào một lần à. Tẩy trang này là của thằng The Sam, là trà xanh. Và tẩy trang này thì đúng thiệt là bán khách nào cũng khen hết. Và khi mà bán một thời gian dài nước tẩy trang ABCD này kia thì kết luận lại là khách rất là ưa những cái dòng nước tẩy trang mà dạng nước. Những cái tẩy trang dạng nước chứ dạng dầu cũng hơi kén ha. Dạng dầu cũng hơi kén khách. Chị em nào lấy đơn 900 thì em có tặng cho mình cái kem này nha. Cái son kem Jelly Skin này, chị em nào lấy đơn 900 thì shop em tặng cho mình cái cây son kem lì Jelly Skin, và cái son này em cũng gần hết rồi. Gần hết rồi cho nên mấy bữa nữa hết son sẽ chuyển sang chương trình ưu đãi khác. Rồi, đây là nước tẩy trang mà rất là cần ha. Da dầu, da khô, da nhạy cảm hay da gì cũng vậy phải xài tẩy trang cho em. Tẩy trang là cái bước đầu tiên khi mình bắt đầu cái quy trình chăm sóc da. Rồi, tẩy trang The Sam này dung tích là 300ml. Nó bự nha chị em, thứ nhất là dung tích nó bự, chị em mình xài rất là lâu hết. Và nói về cái chất lượng á, thì thương hiệu The Sam này rất là nổi tiếng và giá thành cũng khá là ok. Giá bán lẻ của shop em là 180.000. Cái này tẩy trang nó cực kỳ sạch luôn, sạch nhưng mà mịn da. Với những chị em nào chỉ xài kem chống nắng thôi và mình muốn làm sạch bụi bẩn thôi thì quá tuyệt vời. Ngay cả khi mình trang điểm thì mình có thể tẩy rất là sạch luôn. Nó không có giống như có những loại tẩy trang thì nó khá là nhẹ đô. Nó chỉ có những loại tẩy trang khi mà tẩy kem chống nắng hoặc là bụi bẩn thì ok, nhưng mà khi mà tẩy những cái như là phấn son này kia nó không ra nổi. Thì cái này em đã xài tới chai thứ tư, thứ năm rồi và em thấy nó rất là ok. Và khi tẩy xong da nó mịn, không bị khô chị em ha. Có những loại tẩy trang khi chị mình tẩy ở trên mặt mình cảm thấy tẩy xong nó sạch mà sau da mình nó khô quá, nó cảm giác bị mòn á, nhưng cái này không có, nó rất là tốt. Và cái này em bán, đây là dòng tẩy trang em bán chạy nhất trong tất cả dòng tẩy trang luôn, và giá quá rẻ, 180.000 nha chị em. Cái này thì đợt này là đắt xa nè, tháng 4 2023 nha. Cái này hàng lô mới đắt xa. Cái này về Đức, mau Đức hàng lắm, có hàng giả hàng nhái đó chị em à. Chị em nào lấy tẩy trang thì nhắn em nha, lấy 2-3 chai để dành xài. Rồi, nạ kia da chị dùng ổn không? Dạ, mặt nạ đó chị em, mặt nạ này hồng, mặt nạ ngũ hồng sâm, cái hũ kem hay là cái này thì là da chị xài đều ok hết chị Huyên nha. Nếu chị xài mặt nạ này mà kích ứng thì cứ nhắn em gửi hàng lại cho em. Cái này á chị em, chị Huyên là em có màu hồng với lại màu tím, và em nói luôn mặt nạ này đắp chủ yếu là để cho căng bóng. Chị đắp lên xong tầm khoảng 15-20 phút chị lấy ra thì da chị sẽ căng lên, nó mướt, nó căng lên đó chị. Giống như cái bông hoa mà chị tưới nước vô nhìn tươi tắn ấy, thì da mặt của chị khi mà đắp này lên thì nó căng lên đó. Và cái này nó là sáng da chị nha, trắng da. Mà để trắng da thì chị phải xài kiểu như một tuần 2-3 miếng liên tục đều đặn một thời gian khoảng từ tháng trở lên mình thấy cái tác dụng. Còn đắp mà lâu lâu đắp thì mình chỉ thấy căng mịn thôi, cấp ẩm thôi. Đây thì đây là màu hồng này, nó có thành phần từ suối nước nóng đó chị, chechu. Còn cái này là collagen chị ha, là nó có thành phần từ hoa anh đào và hàm lượng vitamin nó nâng cấp gấp 5 lần, hồi trước 10.000 bây giờ 50.000 đó. Thì một hộp như vậy là 10 miếng, giá 250, hôm nay em sale trên live còn 185, cho nên chị em nào đặt hay đặt trên live cho em có tương tác ha, chia sẻ like giúp em. 185 em chỉ sale đúng ngày hôm nay thôi, ngày mai mình mua lại với giá cho em là 250. Dạ, để lên tương tác thôi là em mất chấp hết. Chị chiều nay gửi hàng luôn nha. Đúng rồi, chưa gửi hàng cho Ánh Xuân. Ánh Xuân em đặt cái gì nè? Bây giờ chốt lại ha. Ánh Xuân ơi, em đặt một kem chống nắng 250 sale còn 199 ha. Với lại là một cái cây lăng kim 240 ha. Rồi một sữa rửa mặt 120, tổng đơn hàng của em là 559.000 cộng ship. Rồi em có chọn thêm cái gì nữa không? Để đơn 650 free ship không? Em lấy nước tẩy trang không? Hay là cái gì nữa không? Bây giờ em lên tiếp cho chị em mình dòng sản phẩm khác nha. Nha, em lên tiếp cho mình dòng sản phẩm khác nha. Trưa em chưa có ăn cơm nên là nói chuyện nó hơi ngáo ngáo, chị em thông cảm ha. Rồi. Bây giờ em sẽ lên món khác. Là đầu tiên khi mình bắt đầu quy trình chăm sóc da, tất cả chị em mình đều phải tẩy trang cho em. Cho dù có trang điểm hay không cũng phải tẩy trang, tại vì chỉ có tẩy trang thì nó mới làm sạch được từ sâu bên trong lỗ chân lông của mình. Và tẩy trang nó là cái bước nền tảng để giúp cho serum kem dưỡng thẩm thấu vào tốt hơn. Đây,
là giá 180k 300ml, rất là to và giá rất là rẻ rồi. Tại vì bây giờ trên thị trường có những loại tẩy trang nó chỉ có khoảng 100ml thôi, 150ml thôi, giá đã hơn 200.000. Chị em mình còn nhớ cái chai tẩy trang The Face Shop không? Đặc biệt là chị Huyên nè, chị Bùi Hường hỏi kem dưỡng ẩm đi em, dạ chờ em 20 giây em nói xong cái này nè. Là chị Huyên còn nhớ cái chai mà tẩy trang của thằng The Face Shop bữa trước em bán cho chị không, là giá 165 đó. Còn ở ngoài cửa hàng The Face Shop thực tế đang bán với giá là 234.000. 234.000 cái chai nước tẩy trang mà 130ml của cái thằng The Face Shop màu xanh xanh là bữa em bán cho chị Huyên đó. Đó, em bán hàng là hàng chất lượng không á nha, giá rẻ giá mềm là tại vì em bán trên live thôi, chứ mấy cái hàng này của shop em chị em mình ra ngoài cửa hàng là giá nó cao lắm á. Rồi, ok, chị Bùi Hương hỏi kem dưỡng ẩm đi em. Chị quan tâm kem dưỡng ẩm chống lão hóa đúng không ạ? Kem dưỡng ẩm chống lão hóa hiện tại bây giờ em có những dòng kem dưỡng ẩm sau đây. Thứ nhất là kem dưỡng ẩm của Jelly Skin. Dòng này nó thứ nhất, cái tác dụng chính yếu của nó là chống lão hóa cao, thoa lên da căng mịn, tăng độ đàn hồi chị nha. Dùng về lâu về dài da mình sáng hơn, nhưng cái công dụng chính yếu là chống lão hóa rất là cao. Giá bán lẻ là 450.000 đó chị. Hiện tại bây giờ em đang sale trên live là 280. Chị mua sản phẩm nào bên em cũng chỉ có giá tốt và tốt hơn thôi. Giá này là 450.000 giá niêm yết của hãng đó chị. 450.000 giá niêm yết. Trên line của shop em là 280. Nó có công dụng, nó là thoa lên da sẽ mình sẽ căng mịn, chống lão hóa tối ưu và làm sáng da nha chị. Sản phẩm này có thành phần từ yến mạch, từ bơ hạt mỡ, từ hydro collagen và tinh chất vàng. Cái mùi của nó là mùi thảo mộc, nghe mùi mùi cây cỏ lắm vậy. Mùi của nó rất là cây cỏ, dễ chịu lắm. Em đang sử dụng đây, cấp ẩm tốt chị nha. Cái chất kem của nó đó chị, khi mà chị chạm vào chị sẽ thấy nó kéo sợi. Cái chất kem này khi mà chị chạm vào chị thấy nó kéo sợi, nhưng mà thoa trên da nó tan vào nha, nó không có nhờn, nó không có bết, nó không có dính đó. Và đây là cái loại kem đầu tiên nha chị, kem đầu tiên em test cho mình ha. 450 sale còn 280, chị lấy thì chị đặt trên livestream giúp em nhận hàng kiểm tra thoải mái nha. Em bán hàng là uy tín chứ không chơi hàng tào lao, không chơi hàng pha ke, không bán hàng này kia. Rồi, đó là kem đầu tiên. Kem thứ hai là em đang xài rất là thường xuyên, là kem này là Eco Top nha chị, nó nâng tông. Cái này là nó chuyên về trắng da và nó nâng tông. Thứ nhất nó dưỡng cho da mình trắng lên, mà cái thứ hai này là chất kem khi thoa trên mặt nó cũng nâng lên một tông và rất là tự nhiên và cũng có chống lão hóa. Nhưng mà khả năng chống lão hóa của thằng này so với thằng này thì không bằng nha chị. Nếu mà chị quan tâm về dưỡng ẩm cao và chống lão hóa mình nên lấy cái này. Còn cái này thì nó trắng da và nó có chống lão hóa ở trong này, nhưng mà cái khả năng chống lão hóa sẽ không cao như cái kia, mà chủ yếu là dùng cho dưỡng trắng và đồng thời thoa lên có make up trên mặt cho mình lên một tông rất là đẹp. Thì cái này 260. Rồi tiếp theo nữa là dòng kem rất là đỉnh của shop em, đó là kem V10. Kem V10 Skin AZ á thì là giá bao nhiêu ạ? 1.1 triệu chị nha. Hồi xưa 2018 ấy, kem này có giá là 1.6 triệu. Hiện tại bây giờ bên hãng đang bán là 1.1 triệu. Và nếu chị em nào mà khách VIP á, khách mà có thẻ thành viên gì đó của bên hãng á, thì nó còn đâu đó khoảng 1 triệu đó. Nói chung là giảm cho 10%, nói chung là có thẻ VIP này kia thì cũng chỉ giảm được khoảng 10-15% thôi. Trên line của shop em chị em mình không cần phải là khách VIP gì hết, hoặc là chỉ cần mua ngay lần đầu tiên em vẫn áp dụng cái giá này, đó là 690.000. Kem V10 này là tuyệt vời luôn. V10 là tích hợp 10 loại vitamin chị em ha. Bữa trước có vài khách hỏi em là V10 với V7 á, nó giống nhau hả? Chị em mình nghe V7 với V10 á, nhiều khi mình liên tưởng, mình nghĩ là một cái phiên bản nâng cấp, dạ không có. V7 là nó là của một thương hiệu khác, còn V10 nó là của một thương hiệu khác. V10 là của thương hiệu Skin AZ. V10 với tinh chất bơ này là một cặp. Và rất là hay ho đó là nó là một cặp đôi, nhưng mà cái thành phần chất của hai thằng này nó khác nhau. Cái này nó là 10 loại vitamin, còn thằng này nó là tinh chất bơ 99,6%. Đó, thành phần chất của hai thằng này nó khác nhau nhưng mà nó lại là một bộ đôi. Rồi, ok, cái này giá bên hãng bây giờ đang sale là 1.1 triệu, còn trên line của shop em là 690.000. Nhưng mà 690.000 mà lọ nó tới 100ml lận. Nếu chị em mình chia ra 50ml đi thì nó chỉ có 350 thôi. Đại loại là bây giờ bình thường mình mua một lọ kem đã 300 mấy rồi, 50ml. Thì bây giờ mình bỏ ra 690.000 mình cảm thấy hơi đắt. Nhưng mà nó tới 100ml lận chị em ơi, là nó bự gấp đôi kem bình thường. Có thể chị em mình nhìn thấy là cái lọ kem này với lọ kem này nó ngang ngang nhau, nhưng mà cái lượng kem bên trong nó là 100g. Nó nén lại chị em ha, nó nén lại. Còn cái này nó là 50g. Kem bình thường mình mua là 50g hết, riêng cái này 100ml 100g thì nói chung là em thấy cái giá này là ok đó chị em. Trên line của shop em 69 là ok. Chị em nào quan tâm về dưỡng trắng, quan tâm về dưỡng trắng và quan tâm về chống lão hóa tối ưu, và mình thích xài những cái loại kem mà có thành phần từ trái cây á,
vitamin á, thì mình lấy cái này ha. Rồi có một số khách hỏi em là Linh ơi, kem V10 với lại kem Jalen Skin với lại kem Ecotop thì cái nào nó tốt hơn? Hỏi khó quá em không trả lời được. Thiệt sự là kem dưỡng trắng da chống lão hóa thì rất là nhiều, nhưng mà tùy theo cái sở thích của mình là chỉ thích xài kem vitamin đi, chỉ thích xài kem V10, cái mùi hương của nó hoặc là vậy, hoặc là kem có thành phần từ yến mạch, hoặc là kem kem gì đó, nói chung là tùy theo cái sở thích của mình nữa. Và nếu mà hỏi em là bây giờ kem Jalen Skin với kem V10 thì cái nào nó tốt hơn, tất nhiên hai sản phẩm này nó đều tốt cả, hai sản phẩm nó đều tốt cả, hai cái này cái công dụng nó cũng khác mà, cái này nó chống lão hóa và nó làm sáng da thôi, còn cái này nó làm trắng và nó chống lão hóa nữa, chống lão hóa tối ưu luôn. Cho nên là khi sử dụng thì tất nhiên cái này trong thời gian ngắn chị em mình cảm nhận được cái độ hiệu quả nó cao hơn. Em đã sử dụng cái hộp này rồi trong khoảng mấy tuần đầu, không còn mấy tuần đầu nữa, sử dụng có 2-3 ngày thấy da mình nó mỡn ra hẳn luôn, nó có một cái sự khác biệt mà mình cảm nhận được rất là rõ nét đó. Thì là kem V10, V10 nó được mệnh danh là nữ hoàng dưỡng da số 1 của Hàn á chị em. Nó không có trị nám tàn nhang gì đâu nha, mà nó chống lão hóa rất là hay, và cũng như là làm trắng da lên từ từ, cũng như là cái chất kem khi thoa lên chị em mình rất là ưng ý luôn. Tại vì chất kem nó rất là lạ ha, chất kem của nó là dạng giống như sữa chua, chị em mình hình dung giống như cái lọ sữa chua Vinamilk mà mình mua về á, nó sệt sệt đúng không, mà nó mịn mịn vậy đó, cái này nó y chang như vậy luôn á chị em, cho nên khi thoa rất là đã. Cái mùi của nó nghe mùi rau củ. Thì cái sản phẩm này nó có thành phần từ chiết xuất từ cái tinh chất của lựu, cà chua, cà rốt, nó mấy cái loại mà vitamin C ấy vậy. Rồi, nói chung là xài rất là đã ha. Thì đó, thì chị ấy ơi, chị Hương Bùi ơi, là chị lấy cái gì chị đặt lên like giúp em ha. Rồi, Ánh Xuân em lựa thêm gì nữa không? Kem dưỡng ha, sẵn tiện em giới thiệu cho chị Hương Bùi, em cũng giới thiệu cho một vài khách hàng khác luôn. Bữa trước có chị kia chị đặt hàng. Bữa trước có chị kia chị đặt hàng ở trên livestream, chị để số điện thoại. Xong chị vô inbox chị để số điện thoại địa chỉ, xong em like xong em không thấy thông tin hết trơn. Tức là khách đó là lúc mà livestream thì chị ấy có nhu cầu đặt, sau đó chị suy nghĩ cái gì đó không biết nữa, xong rồi chị không đặt nữa thì chị thu hồi lại, chị lấy lại cái số điện thoại và địa chỉ chứ không đặt nữa. Đó. Không vấn đề gì hết chị em ha, miễn là hàng chưa gửi đi là được thôi. Rồi, em kể chị em mình nghe là chuẩn bị ngày mốt em có một cái đơn hàng bom. Bom ở đâu ta? Chị này ở đâu ta? Chị này tên Phương Phương ở đâu ta? Ở ngoài miền Bắc á. Ở ngoài Thái Bình. Đúng rồi, Thái Bình. Đúng rồi. Đây. Có một khách ở ngoài Thái Bình bom hàng em nha. Em nha, em không bao giờ, em là nhà hàng bom không bao giờ em chửi khách, thiệt sự không bao giờ em chửi. Tại vì chửi nghiệp lắm. Nhưng mà khách này là thiệt sự là giống y như là giống như là mua hàng mà kiểu như chơi em vậy đó. Là thế này, là cái bạn này bữa đó em livestream thì bạn lên mạng đặt lấy cho mình ABCD, lấy hàng rất là nuột luôn, đặt tùm lum lá trơn á, xong rồi kêu em gửi hàng. Em gửi hàng mà đi Thái Bình nha chị em, mà chị em mình thấy không, đi miền Bắc á, phí ship nó mắc lắm. Đi miền Bắc á thì cái đơn nó chắc cũng 40.000 á, 40.000. Đơn 650. Đặt hàng không cần tư vấn gì luôn, đặt quá trời rồi quá đất rồi đó, đơn 650. Xong rồi cái gửi đi thì hàng tới nơi thì bưu tá gọi không nghe máy. Xong em nhắn tin thì gọi điện có nghe máy, kêu là từ từ lấy, xong rồi nhắn tin thì cũng kêu là kẹt, đang kẹt công việc chưa lấy được. Xong rồi nói chung là hàng lưu hơn 10 ngày thì nhắn tin hỏi là chị có lấy không thì vẫn kêu là lấy. Xong rồi em vẫn kêu bưu tá giữ hàng lại. Thì nói chung là cái chị này chị cứ nói lý do là chị hiện tại bây giờ chị chưa lấy được nhưng mà chị sẽ lấy. Đó, và em đã lưu hàng này nửa tháng rồi. Và đến khi mà bưu tá ở ngoài bưu cục người ta chửi em luôn, người ta nói là không thể nào mà lưu một cái cục hàng mà nửa tháng được, người ta đẩy về cho em. Đó, và em nhắn tin chị đó, chị xin mà chị xem mà không trả lời. Mà cái chị này chị cũng bán mỹ phẩm nha. Em thì bình thường lắm, ai bán mỹ phẩm thì kệ người ta, nhưng người ta đặt hàng thì mình cứ bán thôi. Thì không biết là có phải là đặt chơi không, không biết. Nhưng mà còn nói với em là cái đơn hàng đó nếu như mà bưu điện mà trả về cho em á, thì hãy ngược lại, hãy gửi ngược lại cho chị đó. Trời, cái đợt đó mà trả hàng về mà em gửi ngược lại cho em tốn ship 2 lần chết luôn, thiệt sự. Nói chung là khách có bom hàng em cũng không bao giờ chửi, tại vì rất là nghiệp. Nhưng mà cái người mà đi mà đặt hàng người ta đó nghiệp lắm chị em ạ, nghiệp lắm. Ship thì nói chung ship 41.000 nè, ship em cũng chẳng đòi làm gì đâu, nó cũng... Tại vì chị em biết sao, một cái đơn hàng mà mình gửi đi mình phải theo dõi coi là khách hàng có nhận được hay không, rồi liên hệ bưu tá, bưu điện, đồ chơi lằng nhằng nhức đầu lắm chị em à.
mình tốn công sức để mà mình theo cái đơn hàng đó một thời gian á, xong rồi không giao được á, nó mệt mỏi lắm. Mà cái này là giống như là mua hàng là giống như là chơi em vậy đó, đặt hàng vậy đó. Không, em không có chửi đâu, nhưng mà không có chửi cái chuyện này đâu, nhưng mà đừng có làm vậy kỳ cục lắm. Ở Thái Bình nè, đặt đơn 665 ngàn nè, chắc cũng cũng bán mỹ phẩm luôn. Ở trên Facebook em thấy đăng bán mỹ phẩm, mà bán mỹ phẩm Nhật Hàn gì đó, mà đặt hàng của em kỳ cục quá. Nó bán hàng mình cũng, người ta cũng bán mỹ phẩm giống mình mà không có tâm như vậy á, họ không được đâu. Rồi mấy bữa nữa cái đơn hàng nó trả về em sẽ lên like em xã ha. Mình bán hàng thì cũng không phải đắt đỏ gì, không phải khách nườm nượp, nhưng mà lâu lâu còn gặp vài người như vậy nữa, kỳ cục ghê á. Thì cái chị đó là chị ở Thái Bình mà còn nói với em là cứ gửi hàng, ý cứ cứ để hàng ngoài bưu điện đi, nếu mà hàng ở ngoài bưu điện người ta trả về cho em thì gửi ngược lại cho chị đó nữa, chị đó sẽ trả tiền ship cho em. Thế mà em nhắn tin mấy bữa nay không trả lời, hay thiệt. Mà nói chung mình cứ bán hàng có tâm thôi, rồi nếu mà người ta chơi mình thì kệ người ta, lâu lâu có một đơn không sao. Rồi ok, quay lại chương trình ngày hôm nay chị em ha, quay lại chương trình ngày hôm nay. Cái kiểu cái cảm giác đó chị em, cảm giác mà mình khi mà mình gửi hàng đi á, mình trông chờ cái hàng đó khách người ta nhận được mà nửa tháng rồi đó người ta không không lấy trả về á, cảm giác rất là hụt hẫng, rất là hụt hẫng. Không biết vì lý do gì nhắn tin gọi điện không trả lời. Rồi ok chị em ha, bây giờ mình sẽ lên dòng kem dưỡng. Thì em có kem Jelly Skin rồi, thứ hai nữa là có kem Eco Top ha, kem V10, à kem mắt, mặt nạ ngủ. Rồi kem chống nắng, lưu ý là chống nắng chị em mình phải xài thường xuyên mỗi ngày ha. Kem chống nắng tên của nó là kem chống nắng thôi, nhưng mà thật chất thì kem chống nắng là để dùng vào ban ngày chị ha, từ sáng tới tối là phải xài kem chống nắng cho em. Đây kem chống nắng này em thấy rất là tiện lợi, chỉ việc bơm bơm cười đi Linh, cười đi Linh là sao, cái gì vậy bà nội hả, hả Hương nhìn mặt căng lắm hả, căng căng như dây đàn hay sao mà Hương nhắn tin kêu cười đi Linh gì vậy bà nội. Đây sao sao Hương đây kem chống nắng này nha chị em, là cái chất của nó ở dạng gel. Sao nè, trả lời Linh cái Hương ơi, tự nhiên Hương không mình cười đi Linh. Có ai còn thấy em không ạ? Điện thoại gần hết pin rồi.